Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng Mê Game. Hôm nay vẫn là tiếp tục hành trình ARK The Lost Island tập tiếp theo. Đây, và tập trước mình đã tem được xong con Sabertooth và làm cho nó cái yên khá là vất vả, và sẵn tiện tem lại một con Pteranodo và mình cùng với Sabertooth hôm qua ở tập trước á, đại chiến với hai con Raptor mà con Sabertooth mình còn khoảng chừng 200 máu thôi, má rất là may mắn, và mình bây giờ mình đang cắn thịt cho nó lên lại nè các bạn. Thì trong lúc cắn thịt mình mới sực nhớ ra là khi mà các bạn cho nó ăn thịt, cũng như là thịt này là thịt kiểu như là VIP nhất ở trong ARK rồi ha, nhưng mà ăn thì nó sẽ không hồi máu nha các bạn, không hồi máu liền nhanh và mạnh hơn so với cái thịt raw meat. Các bạn đè là nó sẽ lên nhanh, rất là nhanh nè, các bạn thấy không đó. Thì những cái con này cho nó ăn raw meat là nó hồi máu nhanh cực kỳ, chứ các bạn cho nó ăn mấy cái thịt kia nó tốn thời gian mà nó không được hồi máu nó thì thôi chịu, thấy không? Ok, mong là các bạn sẽ ủng hộ cái series này của mình nha. Và nếu mà có ý kiến đóng góp gì về cho chương trình thì các bạn cứ comment phía bên dưới hoặc là liên hệ với Facebook fanpage group của mình ha. Mình có để những cái link đó phía dưới video cho các bạn tham gia vào cái cộng đồng của mình. Discord cũng có nữa. Rồi, đầy cây máu rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng cho nó đam. Tôi bắt đầu khoái con này rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi tem một con gì ta? Gọi là mình sẽ lấy hết thịt, thôi để thịt vậy đi cho nó thành Miss Boiler luôn. Và mình sẽ để mình xem coi, con này thì mình nó hơi đầy đúng không, bỏ mấy thứ nặng nặng, nhiều da hay đi đây, bỏ da vô bỏ mấy thứ nặng nặng ở nhà peo nữa nè. Và mình sẽ đi tem cái con để lấy Nacopiri, có thể là Ronto, nhưng mà tạm thời Ronto mình chưa đủ sức đâu. Bây giờ mình có thể tem cùng lắm là con Strike hoặc là con Stego thôi. Tôi thấy khoái con này đó. Quá đỉnh luôn. Bây giờ mình cũng có thể cân được T-Rex nữa các bạn. Chủ yếu mình đi farm, mình giết, mình lên cấp level nhanh nhanh là được. Con này đánh trăm mấy con phát là ngon rồi chứ. Wow, con Parasol này mạnh chứ. Level 85 hả? Phải rồi. Level cao cao nó trâu lắm. Uầy, có mấy con cù này mình để dành đi, để dành để sau này cần á mình lấy thịt nó sao. Ok, tập này thì chắc là mình sẽ đi tem cái con đập đá mà hồi nãy mình mới đi ngang các bạn đó. Để chi? Để mình farm đá, mình làm mấy cái cổng để sau này mình tem con Arentavit ha. Cái rod bow mình hết rồi hả? Chua ta. Ok, ngọt hoài. Con heo lấy thịt đúng nhiều luôn á, gần 200 mấy chục cục. Wow, level lên thấp quá nhờ. Mình tìm con này đi, để mình xem có mấy con bà te nào mà lên tận 100 mấy level mình tem luôn. Đó, trời, tem mấy con bà te nó chiến một tí. Level 55. Rồi, về nhà mình sửa cái cung mình cái ha. Khoái con này có chiêu dễ nhảy á, đã ghê. Nó không có hao nhiêu stamina các bạn, mà nó phóng nhanh lắm. Rồi, và bây giờ thì chắc là mình mới lượm được mấy cái rớp gì hết ta. Ôi, lại mấy cái nhà nữa, lấy mấy cái gỗ này nữa. Sửa cái cung trước cái đã. Bỏ mấy cái wood này vô bên đi. Bỏ cái cung của mình vô đây để coi nó cần sửa cái gì. Thiếu metal đúng không? Mình đang nung metal đây. Rất may là mình có metal dự trữ để đây, và sau đó mình repair nó lại. Đấy,
Mình sẽ lấy một tí berry. Con này level bao nhiêu? Rồi 50 chơi luôn. Mấy con chim này bay nhanh. Ôi, có con bè te đằng xa xa cả, không biết level bao nhiêu ta. Đâu rồi, đâu rồi? Ok. Ồ, level 20 à. Cái màu đỏ gì mà level 20 xấu á. Tiếc quá ha. Gặp con nào level cao cao là mình tem là thầy. Tại mình còn một cái con bà te mà nó có kiểu như là nó trâu trâu. À đây rồi. Quá con này nguy hiểm rồi, con này nguy hiểm. No. Holy shit, my raptor. Chua dữ là ta. Nó không có giỡn với Myroraptor được các bạn à. Mấy con câu gì chứ, mấy con nhỏ nhỏ nó khó chịu kinh khủng luôn. Thề luôn, ARK không biết được là nó tạo ra mấy cái con nhỏ nhỏ khó chịu tới cỡ nào đâu các bạn. Nè, Myroraptor rồi với con chim ăn cắp nữa. Trời đất ơi, nó tôi quỳ lại luôn á. Có trứng. Ở đây con, lại đây con, lại đây con, lại đây con. Ừ. Ủa sao mày không đánh nó mà mày ấy ta? Neutral đi. Ừ. Mày đánh phụ tao chứ. Mình tao sao giải quyết được mấy con này được ghê lắm. Nó vừa nhanh mà nó còn vừa nhỏ nữa, khó đánh. À, chết rồi. Chết chắc rồi. Chắc à. Chạy 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 chạy. Ui, chạy. Phải tách lẻ nó ra, tách lẻ nó ra, đừng cho nó đánh hội đồng. Rồi. Ừ, đánh phụ tháo. Đúng rồi. Trời đất ơi. Các bạn thấy khổ không? À, phải chiến thuật tách nó ra. Phải tách nó ra mới được. À đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Phụ tao, phụ túi. No. Không sao, nó giết được một con. Không. Nó bật neutral lên là mình không sợ, nó chết. Con nó mạnh lắm rồi. Giờ chỉ có nước là mình đi lượm túi đồ hơi mệt thôi. À, đang đứng đâu đây? Hoài xa dữ à. Bây giờ lụm túi đồ lại rồi sau đó là chắc là mấy con Sabertooth giải quyết hết rồi. Đó. Cái gì? Mấy con bự bự mình không sợ chứ mình sợ mấy con nhỏ lắm các bạn. Lấy con chim đi. Ok kìa, đánh đi, đúng rồi. Đánh đi, đánh đi. Như vậy chứ. Cái túi đồ này của mình là không có cái gì đúng không? Không có cái gì vẫn lấy để mất công là sau này nó lộ. Ui, con này level 20 đúng không? Mà để mình lượm túi đồ kia cái đã. À, cano hả? Cano giờ mình ghé ai nó mình sợ ai nữa mà. Rồi, chơi đi. Giờ không ngán ai hết á. Chơi láng hết à. Con bờ tê của mình ở đây đúng không? Kêu nó đi theo đi, nhưng mà bắt xịp. Kêu nó đi theo nhưng mà bắt xịp nó mất công nó phá hồn. Phá biển mình. Nếu mình đi đường này lên đúng không? À, đừng có cản đường ta là được rồi. Đây, con này level bao nhiêu vậy? À, thực ra con này con đu y này á
qua không quan trọng level cho lắm các bạn, chỉ cần nó đứng ở bãi đá nó farm cho mình ráp tại chỗ thôi là được ha. Này mình cũng có thể ngồi trên con xe bập tốt bắn nó luôn cũng được. Ngồi trên đây khó quá, bắt xịt đi. À, chơi đi. Bắn vô đầu nữa các bạn, đừng bắn vô lớp giáp nữa. Con này nó chậm lắm, các bạn đánh bắn dễ hay là gần xỉu là nó sẽ chạy. Mình nhìn xung quanh có con nào phá không cái gì. À, sao lắc lắc thế nhỉ? À, các bạn thấy nó quay đầu nó cũng cực nữa. Rồi, dấu hiệu của việc sắp xỉu. Ít nhất cũng 5 tên nữa chứ không ít đâu. À, cái này là dấu hiệu của hết máu nha các bạn. Các bạn phải canh cái phần nào mềm nhất của nó bắn. Đó. Ok chưa? Rồi con này thì lấy berry cho nó ăn thôi, có gì đâu. Berry đây, lấy hết để qua đây. Có cục thịt nào sắp spoiler không? Không hả? Không thì thôi. À, mình có một ước mơ là mình muốn solo với con Ted Ride đó các bạn. Ted Stego. Đó, cái con Stego mà bằng máy móc á. Mình muốn có ước mơ là muốn solo với nó thử coi được không nha. Có chết thì chạy thôi chứ có gì đâu. À, ok. Đấy, con này nặng quá, bây giờ nâng cho nó ba cái này. Đồ vô cho mình cái, sau đó là mình sẽ vứt hết miss, bỏ miss boiler lại, vứt hết miss đi, vứt hết raw miss luôn, vứt hết raw rim miss rồi lấy gì ăn. Đúng rồi, bỏ lại đây, nó sẽ như thế này, vứt hết hai sẽ được, nó sẽ như thế này. Rồi trời. Khoan, cho con bà te này ở đây cái để mình tự solo. Con này level cao không ta? Má, 100 mấy hả? Không nổi đâu các bạn ơi, không nổi, chắc chắn không nổi luôn. Có con nào mà nó yếu yếu hơn không? Chứ con này mạnh quá không được. Để mình đi khám phá khu vực trên đây coi có gì hết không. Má, con này quýnh không nổi đâu, thiệt á, con này mạnh lắm. Nó đã test dry rồi, thử rồi. À, 60 hả? Có cái này là mình lên đời mình nhanh lắm đó nha. Chỉ cần đứng lại gần nó thôi, đứng lại gần nó thôi, đúng rồi. Mình muốn nhanh hơn nó, đam to hơn nó 10 đam. À, có lúc nó quýnh 96, có lúc nó quýnh 60 là sao ta? Mình thấy là nó sắp chảy máu rồi đó. Rồi, à, tao biết điểm yếu rồi. được, dễ. Ở dưới đồng bằng mấy con test ra này nhiều lắm các bạn. Mình đi farm. Con này thì theo như mình biết là nó sẽ ra cho mình electronic polymer và một số nguyên liệu như là tại oi nữa nè, có sắt nữa nè, ngon. Ôi, cái bìu gì vậy? Test rate hả? Khoan nha. Chuẩn bị mình làm một cú lớn đó các bạn, mình làm một cú lớn á. Cú này không nhỏ đâu, cú lớn luôn á. Nhưng mà phải đợi con T-Rex nó yếu nha. Phải đợi con T-Rex nó yếu. Chờ tí. Ngồi này đi.
vô thịt. À mình ăn cú lớn nè, mình ăn cú này là cú lớn luôn nè. Con T-Rex này được á. Có vẻ như con Ronto nó yếu thế hơn đúng không? Nhưng mà không lẽ con T-Rex nãy giờ nó quýnh hả? Nó con Ronto nó không quýnh được cái nào sao ta? Hay thôi. Ăn hôi là được, ăn hôi là được. Dẫn con T-Rex qua đây. Dẫn con T-Rex qua đây. Con T-Rex thực ra là đánh không đau. Đánh không đau. Đánh hình như có trăm mấy đam đúng không? Đánh không đau cho lắm. Mình thì muốn solo với nó thì cũng được, nhưng mà mình phải đầy cây máu mình mới tự tin. Má mà cũng khó khó chạy khỏi con này nha. À nó chạy khỏi mới nói luôn á. Chắc nó lười các bạn. Hơn vậy được rồi. Vậy được rồi các bạn, đòi gì nữa. Trình mình muốn chết chưa nổi đâu. Có cầu à, cầu cũng được. Vùng này nhiều cừu, không có lo sợ tem thú rồi. Cứ lúc nào mà muốn tem thú nhanh nhanh á là mình ra mình làm thịt con cừu rồi sau đó là cho nó ăn thôi. Dễ ủi. Có thịt cừu tem thú đúng nhanh rồi. Tại con Sabertooth của mình nè, nó yếu đà quá. Máu nó hơi yếu. Cho nó đầy cây lên. Con này khoảng chừng 3.000 cho tới 5.000 máu là đẹp ha. Chứ đam thì khoảng chừng 1.000%. Ôi mới đây mà nó lên tới tận 222 level rồi. Ok. Mình nâng cho mình 4, ui có được 4 điểm luôn ha, ngon vậy. Nâng cho mình trước mắt là quay, sau đó là 2 điểm này. Con này thêm 33%. Ok, chắc là mình sẽ đi kiếm một con qua bên đây mình kiếm một con Testigo nữa và mình kiếm một con Stego để mình tem. Trong lúc chờ đợi con này. Ủa cái này cái gì vậy? À cái này thịt mình vứt. Let's go. Qua đây có gì hot hay không? Mình nhớ bên đây nó có xuất hiện một con Stego đó mà các bạn. Ui có Raptor. Raptor có vẻ giống như Alpha. Ê chà căng ạ. Qua bánh ham vui thử này. Stamina mình sắp hết nha, đứng hồi lại tí đi. Nhìn tình hình cái đã. Để mình hồi stamina là mình mới dám chơi. Cano đúng không? Có một con Stego kìa. Mình giải quyết thêm một con Raptor nữa. Không biết Raptor chết chưa. Chắc Raptor chết rồi thì phải. Ok, Testigo này level cũng nhiêu rồi. 156 à. Được, được, mình có cái chiêu đánh nó được. Này, cái chiêu này đây, nâng cho nó mình trong cho mình một điểm đam nữa. Cắn thịt vô. Full tiêu máu cái đã. Ok. Chơi. Dễ gì nó đánh tôi được. Tôi cứ lỗi gì đó vậy. Không có đánh tôi được đâu. Lâu lâu mới đánh được một lần. Chiêu này hay ta.
xíu là xong. Ôi giời ơi, nó hay tê nhỉ. Đáng lẽ là mình sẽ dùng rìu mình chặt xác cái con Stego này xem coi là nó có ra nhiều đồ thôi hay không. Chứ mình cảm thấy là kiểu như sao ta? Nó để con Saber tốt này cạp xác á, nó sẽ đồ nó không nhiều bằng cái chính tay mình lấy á. Bạn hiểu không? Ok, giờ nhồi thịt cho nó rồi mình chiến tới con Parasaur kia nữa là xong. Tiếp này phải tem một con Tego nữa các bạn ạ. Mình sắp đầy à, quay mình đầy à. Có gì mình bỏ đồ bớt qua con bờ te đi ha. Bỏ đồ bớt qua con bờ te đi, có gì mình chạy cho dễ đi. Nhớ gần đây có con rắp, gần đây có con rắp tờ. Phải có con lấy đồ kìa. Cái này mèo để lại. Mà té bay nổi không ta? Ừ được, mất nó bay chậm cũng không sao, tại vì dù sao nó cũng bay mà. Nó đỡ phải dướng mình. Đó, đó. Con ba ra này bao nhiêu vậy? Ồ, level 30. Trời, trời, trời. Đấy. Coi coi. Nhiều đồ không? Ồ, cũng không nhiều lắm. Tại vì sao các bạn biết tại sao có ít đồ không? Phải là một phần chỉ là do là tại con Parasaur với là con Stego thôi, chứ thực ra là do level nó yếu hơn. Các bạn thấy khi mà con level càng cao thì những cái tài nguyên các bạn lấy sẽ càng nhiều. À, hồi đó là cái này là tôi học từ giáo sư Phát á. Máu càng cao thì các bạn sẽ lấy tài nguyên càng nhiều. Ở à, bên kia có một con đó kìa. Trời ơi, hôm nay là mình hơi bị giàu sụ đấy. Để mình chụp tấm hình đây. Con này level nhiêu vậy? Level 24 à. Ok được. À, đứng này chụp bộ hình cho đẹp coi. À, để mình giết nó xong mình chụp hình luôn. À, cạp sát đây. Ồ, giết nãy giờ mà không lên level ta. Level ít nhở? Hay là mình đem con ba chi ta, bây giờ mình làm đồ cưỡi con ba chi được chưa? Ba chi đây hả? Ồ, level 14 là tem được thôi hả? Dễ vậy? À, có hai loại ba chi với ba chi Rhino. À, là ba chi Rhino hả? Con này ba chi level bao nhiêu? Con này thì lấy trái cây cũng được các bạn. Trước mắt là tem đại con này thế các bạn. Không biết, đó giờ mình chưa xài con này nhiều. Mình nhớ là con này mình gặp nó ở cái Ui, con này nhanh vậy. Ui, ôi con này nhanh quá. Khoan, từ từ anh ơi. Từ từ, từ vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, 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 vô đây, vô đây. Rồi, rồi. Mình nhớ mình gặp con này ở trong cái DLC mà Scott Air. DLC Scott Air. Rồi bị cản rồi. Đâu có được. Bạn thấy hay không? À, mình cái này mình gọi là tận dụng địa thế đó. Ui, nó rải độc kìa. Dính. Ui, nữa hả? Nữa hả?
qua đây qua đây qua đây qua đây, chết chết rồi, chết rồi. Nó gọi là kinh nghiệm chơi đấy các bạn. Còn thấy ghê không? Phải ai cũng làm được đâu. Quan trọng là các bạn phải bình tĩnh thôi. Còn tôi là hơi bị chuyến về vấn đề đấy. Rồi để mình quay lên trên kia mình xem con đập đá của mình xong chưa. Hôm nay thu hoạch hơi bị khá thôi, ngoài mong đợi luôn các bạn. Rồi ơi. Ấy. À, ôi. Holy shit, con này nó giảm tô bồ đúng nhanh luôn. Ô không được, không được, đứng đây chăm nó mới được. Không được, không được, giỡn 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 giỡn. Ôi con này. Con này giảm tô bồ đúng nhanh luôn á trời. Mới đây nửa cây không? Gần nửa cây rồi. Ôi tô bồ nó, ôi tô bồ nó ít quá mà nó giảm nhanh quá. Cho nó cắn lên lại coi. Cứ cho nó ăn nhồi nha các bạn, không sao. Các bạn cứ cho nó ăn nhồi đi. Còn nếu mà các bạn bí bách quá mà trong lúc cái, trong cái trường hợp mà gần các bạn không có cái bụi cỏ nào để lấy Nacoberry á, thì các bạn cứ xuyên cho nó một tên vô đích nó cái là nó tăng lên được mớ à. Còn nếu mà các bạn tem mấy con này á, thì đây là lần có thể là lần đầu tiên mình tem con này, thì các bạn nên đem mấy cái bình Naco tiếp theo. Đấy, rất tiếc là con này không ăn được thịt nha. À, càng người ta có con Stego màu xanh xanh kìa. Thôi mà lỡ tem ba chi rồi đâu có quan tâm tới mấy con kia chi. Chủ yếu về coi là nó xài được hay không, công dụng của nó như thế nào. Cho nó ăn nhồi luôn. Khá là ổn rồi đó. Lấy thêm đi, cho nó nhồi luôn. À, mình tính bỏ nó ở đây. Tem nó dễ, mình bỏ nó ở đây mình lên mình đem con đập đá về. Cái chưa có thời gian. Perry đúng không? Perry nè. Bỏ lại cái này thôi. Bỏ đây, này vô. Rồi, ok, yên tâm rồi đó. Tiếp theo là mình xem coi con đuôi của mình xong rồi nè. Đó, con đuôi mình xong. Ơ, xong rồi nó mất hả? Nhanh vậy. Không sao. Chắc con này đi. Ui, nó bắt đầu nó giảm rồi hả? Không, nó vẫn đang lên. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ lượm thêm một mớ nó khoảng 10 cái mình cho nó ăn nhồi vô, cái nữa là mình đủ thời gian để mình lấy con đuôi rồi đó các bạn. Chắc là được rồi đó. Turbo nó đang turbo đang giảm đúng không? Cắn cho nó lên. À, đi càng nhanh kìa. Càng nhanh càng tốt. Let's go. Con Stego này level bao nhiêu à? 25. Không chơi. Đi sớm về sớm. Vứt berry xuống hết nè. Chắc là vứt gỗ luôn đi. Gỗ mình hơi nhiều. Chỉnh ga ma 3. Ok, con gì quýnh vậy? Ôi. Ôi đừng kiếm chuyện, đừng kiếm chuyện. Ừ đúng rồi. Hên hên mình chỉnh con chim cho bắt xẹp. Quá nó đứng ở giữa. Nó đứng ở giữa hai ba con Ronto mà nó dám xây một cái tôi cũng quỳ tôi lại nó luôn á. Đuôi ơi, về đuôi ơi. Hôm nay có hai con à. Ngon.
Dewey thì có thể là đi hơi lâu. Nhưng mà bây giờ mình dẫn con Dewey qua bên con Pachi luôn nha. Đi chung luôn một lượt chứ bây giờ không có thời gian mà dẫn nó về nhà rồi sau đó quay lại Pachi. Ghé ngang luôn. Đứng chờ nó đi. Bây giờ mình cũng có thể ra lệnh cho nó được nữa. Kiểu như ra lệnh như thế này đó. Ôi, gì vậy? Ghê vậy? Tự động phá luôn hả? Ôi. Hay nha. Ôi kìa. Sao vậy? Đi, 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 đi. À, mình ra lệnh cho nó tới đó thôi hả? Đó, ba chi. Tôi sợ ba chi nó hết stamina quá ta ơi. Sao tôi lo cho con ba chi dữ vậy nè. Đâu rồi? Trời ơi, nhanh nhanh đi ông nội ơi. Game 4 đi. Ui, không ổn, không ổn rồi. Không ổn, không ổn rồi. Tất cả vô bắt xẹp giùm em cái. Đây, 15 cái cắn vô. Khó cái liền. Có 20 level thôi hả? Nếu bây giờ cho nó thêm nháy nó đi. Dùng nước cái đã. Mình sắp xỉu tới nơi rồi. Let's go. Ok. Cái mức Turbo nó lên mức trung bình rồi đó các bạn. Rồi ok, ổn áp rồi đó. 20 cái là quá tuyệt. Ui, được em ơi. Ui, đây 20 cái nữa, khỏe re luôn. Rồi, bây giờ mình nghĩ tới làm đồ cưỡi cho Dewey nha các bạn. Dewey thì đây. Metal, gió, stone, hay và fiber. Ok. Có thể là tập sau là mình chuẩn bị đi tem con Arentavis là vừa đó các bạn. Tại vì tập sau ha là mình sử dụng làm đồ cưỡi con Dewey xong mình sử dụng con Dewey đi farm. Đi farm đá. Sau đó là mình lấy đá của Dewey để làm mấy cái cổng, mấy cái gate. Bây giờ mình học trước luôn nè. Gate. Gate này. Dinosaur Gateway. À, các bạn không cần phải xài cái Behemoth nha các bạn. Behemoth là loại rất là lớn. Xài cái Stone này không có chữ Behemoth là được. Và cái cửa của nó đó. 7 Arentavis thì tập sau thì các bạn sẽ biết. Có thể là tập mình tem các bạn sẽ biết 7 như thế nào. Mình Alabatrap là như thế nào. Perry này. Thì mà có thể là tập sao tại vì cái số lượng cung của mình sắp hết rồi. 53 đúng không? Bây giờ mình có 53 mà ít nhất là tem con Aren cũng khoảng chừng 200. 200 cây cung, 2 cây Rotbow. Tại vì mình lựa cái con nào mà level cao nhất nha, còn phải đi dụ nó tách đàn nữa tại vì thường thường Arentavis sẽ đi chung với đàn. Combo nó vẫn lên. Rồi ok vậy đi. Mình sẽ mình ngưng tập này ở đây đi các bạn ha và chờ cho nó tỉnh dậy rồi tính tiếp.
Ok, và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của Ark Survival Evolved Lost Island. Những cái đường link phía bên dưới các bạn nhớ bấm vào để tham gia cộng đồng của mình nha. Bye bye mọi người.